À, vâng, xin Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê đi bắt ong rừng. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho bác hai cái mẫu quần áo bắt ong rừng, hàng lại tiếp tục về để phục vụ anh em trong cái mùa săn bắt ong của năm 2022. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em thôi nhé. Bên em cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh em nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em. Anh em không phải cọc cạch gì cũng nhé, cũng không có sợ lừa đảo gì cả. Bên em cứ là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là ship hàng tận nhà luôn. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu cho bác là hai cái mẫu quần áo bắt ong rừng. Đầu tiên là sẽ giới thiệu bác một cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bạc kaki như có thấy trên hình đây. Đấy, em sẽ giới thiệu anh em nhé, vải bạc kaki màu xanh này. Mẫu này thì rất là dày dặn các nhé. Đấy, may là phiên bản mới của năm 2022. Đấy, trên đỉnh mặt các bác thấy là nó có một tấm kính mica này, một tấm ô thoáng lưới bằng inox này. Và hai bên tai nữa, hai bên tai đều có ô thoáng bằng inox hết. Đấy, hai bên tai nữa. Đằng sau có một ô thoáng to bằng inox. Mẫu này thì bên em có đủ size cho anh em lựa chọn nhá. Găng tay là găng tay lần này, lô này thì găng tay màu vàng, màu cam, có lô găng tay màu xanh luôn nhá. Đấy. Thì cái bộ này thì liền tất cả liền khối anh nhá, liền ủng, liền găng tay luôn thôi nhá. Đấy, liền găng tay luôn. Mẫu này thì có đủ size cho anh em lựa chọn. Có ủng 41, 42, 43 thôi nhá. Các bác cứ cho em xin chiều cao cân nặng là em gửi đúng sang. Mẫu này bằng nên thấy là bằng vải bạc kaki nhá. Đấy, ở trên ngự có một tấm dán này. Đấy, tấm dán được nhá. Tấm dán này và một khóa này thôi nhá. Đấy, khóa này. Ở trong này em thấy là ở trong này em thiết kế cho bác một cái lưới, tấm túi lưới để các bác đựng quạt hoặc là đựng pin dự phòng thôi nhá. Đấy, mẫu này. Và trong này thì nó có tráng một lúc nhớp nhựa như nhá, nên là rất là dày, ong không thể xiên được các nhá. Đấy. Nên là anh em rất là yên tâm. Đấy, mẫu này thì các bác về là các bác đo cho chân mặc là đi bắt ong thôi các nhá. Đấy, nên là rất an toàn luôn. Đấy, nhá. Giá thì bên em thông báo luôn là giá tại thời điểm này bên em đang bán với giá là 800.000 đồng anh em nhá. Đấy, bao ship tận nhà cho nhá. Đấy, giá cực hợp lý cho anh em, 800.000 đồng anh em đã sở hữu một bộ quần áo bắt ong vải bạc kaki nhá, hàng Việt Nam may. Và tiếp tục giới thiệu bác là mẫu số 2 này là cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bò, vải bố, hàng cao cấp nhất các bác nhé. Mẫu này thì các bác thấy là trên mặt đây bên em cũng may tấm kính mica này, tấm lưới inox này và hai bên ô thoáng hai bên tai này và đằng sau gáy một ô thoáng, nữa là ba ô thoáng anh em nhé, ba ô thoáng. Mẫu này thì đằng sau cũng một ô thoáng to. Đấy, đằng sau một ô thoáng to. Mẫu này thì bằng vải bò, vải bố, găng tay màu vàng cam, cũng là sần sùi để anh em đeo. Đấy, và đằng cái này cũng liền ủng anh em nhé, liền ủng ngắn này, ủng đen, cũng có ủng này ủng 43 anh nhá. Các bác cứ cho em xin chiều cao con nặng nhé, ủng đủ sai, có một cao 1m8, 1m9 và 2m thôi nhá. Đấy, đây một cái tấm dán này thôi nhá, tấm dán này đằng trong này là một cái khóa to anh em nhá và một cái ô thoáng to, và trong này thì sẽ may cho bác một cái túi để các bác đựng quả pin dự phòng để anh em độ quạt thôi nhá. Đấy, pin dự phòng độ quạt thôi. Mẫu này thì rất dễ dàng sử dụng, anh em có thể trèo cây thoải mái, ong đất, ong bò vẽ đều sử dụng được hết thôi nhé. Đấy, các bác cứ cho anh xin trèo cao cân nặng em hưởng đúng chuẩn sai thôi cho anh em. Đấy, bộ này thì tốt nhất trên thị trường hiện nay thôi nhé. Đấy, anh em thấy là phiên bản mới ba ô thoáng hai ta ô toán phòng rất là thoáng mát, anh em có thể độ thêm quạt anh em nhé, độ ấm quạt thì đi bắt ong sẽ mát hơn rất là nhiều anh em nhé. Nên là anh em nào đang quan tâm về hai cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bò, vải bố này thì liên hệ trực tiếp bên em các nhá, để đặt hàng. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem một video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết nhé. Xin chào tạm biệt các bác.